Thưa quý vị, Công an huyện Chromebook, tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk thì trên địa bàn huyện đã có tổng cộng 8 đối tượng ra đầu thú. Hiện Công an huyện Chromebook tiếp tục phối hợp với công an chức năng tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngay sau vụ tấn công xảy ra, công an huyện Chromebook đã có thư kêu gọi những người đã tham gia gây ra những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng sớm ra trình diện đầu thú. Các gia đình có con em người thân vi phạm pháp luật thì tích cực vận động, động viên ra đầu thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Đồng thời công an huyện Kronbuk cũng kêu gọi người dân trên địa bàn tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh. Các trường hợp tiếp tục lần trốn, phạm tội khi bị bắt sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Liên quan đến vụ việc Đến ngày 16 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ, xử lý hơn 50 đối tượng có trực tiếp tham gia vào vụ việc, đặc biệt toàn bộ số cầm đầu đều bị bắt giữ, tịch thu nhiều vũ khí gồm vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế, vũ khí thể thao, các loại dao, lựu đạn và một số loại đạn khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 17 tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng đến mức gai gắt trên diện rộng. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới, có nơi được dự báo sẽ ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ. Theo cơ quan khí tượng, ngày 17 tháng 6, Bắc Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 65%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng khu vực Bắc Bộ khả năng kéo dài đến ngày 21 tháng 6. Trong khi đó, Hình thái nắng nóng gai gắt ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong những ngày nắng nóng vào chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Còn tính đến ngày 17 tháng 6, 4 hồ thủy điện sấp xỉ mực nước chết, đó chính là Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ và Đồng Nai. Đây là thông tin trong báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp gửi lên Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện. Ngoài 4 hồ thủy điện sấp xỉ mực nước chết nêu trên, còn một số hồ đang ở mực nước thấp như Sơn La, Hùa Na. Một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng mực nước công suất thấp là Sơn La, Hội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, tuyên quang, Của Na, Thác Mơ và Đồng Nai Ba. Báo cáo cũng cho biết thêm ngày 17 tháng 6, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện đang thấp. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước hồ chứa thủy điện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ. Khu vực Đông Nam Bộ mực nước giao động nhẹ vẫn ở mực nước thấp. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước ở các hồ giảm nhẹ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Và dự báo trong 24 giờ tới lưu lượng nước về hồ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ sẽ giảm nhẹ. Trong khi ở tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên thì có dấu hiệu tăng nhẹ. Còn vào tối ngày 16 tháng 6, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên bàn tỉnh Quảng Ngãi. Khi ông cùng với hai cháu đi tắm sông vào lúc trạng vạng tối và đã bị đuối nước. Dù người dân đã cố gắng tìm kiếm và đưa đi cấp cứu, nhưng cả ba ông cháu đã tử vong. Khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 6, ông Nguyễn Đức Biểu, 69 tuổi, trú tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, dẫn hai cháu ra sông Dâu, một nhánh nhỏ của sông Trà Bồng để tắm. Đến 19 giờ cùng ngày, người dân địa phương khi trèo ghe phát hiện ba ông cháu bị đuối nước đã hô hoán và báo lực lượng chức năng. Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai cháu nhỏ đưa đi cấp cứu tại trung tâm y Huy tế huyện Bình Sơn, nhưng cả hai đã tử vong. Còn riêng ông Biểu được tìm thấy sau đó nhưng cũng đã tử vong. Thi thể cả ba nạn nhân sau đó được đưa về gia đình lo hậu sự. Và thống kê của huyện Bình Sơn, từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn huyện đã có 6 vụ tai nạn đuối nước xảy ra và đã khiến 10 người tử vong. Hơn 10 cảnh sát phá khung cửa sổ, bơm oxy, thả đai kéo người phụ nữ rơi từ lầu 4 mắc kẹt giữa hai vách tường sâu sau khi đu dây xuống cứu con mèo. Và sau 30 phút, lực lượng chức năng đã cứu được người phụ nữ mắc kẹt ở bên khe tường. Tối 16 tháng 6, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, 32 tuổi, nhà đường Ngô Quyền, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đã được cảnh sát giải cứu do mắc kẹt dưới khe tường rộng khoảng 30 cm. Nạn nhân phải nằm một chỗ do bị chảy xước khắp người. 20 mũi vì vết rách ở đầu gối khi rơi từ tầng thượng ngôi nhà 4 lầu đang lúc cố gắng cứu thú cưng của mình. Theo đó, chị đã dùng dây dù buộc vào lan can tầng thượng, cuốn ngang bụng, mang nón bảo hiểm rồi đu xuống khe hở với mục đích là đưa chú mèo lên xuống được nửa đường, đường thì dây dù bị đứt, người phụ nữ khoảng 40 kg bị rơi xuống phía dưới. Theo chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy cháy quận 10, trường hợp của chị Hoa rất hi hữu khi mắc kẹt trong khe rộng từ 20 đến 30 cm. Nạn nhân sống sót do trước đó mang mũ bảo hiểm, không bị chấn thương ở vùng đầu và vị trí rơi xuống cách mặt đất gần 10 m nên người phụ nữ không bị chấn thương nặng. Điều may mắn nhất, nạn nhân mang điện thoại liên lạc được cứu hộ kịp thời, còn để kéo dài thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Số ca mắc bệnh tay chân miệng đang tăng đột biến, nhưng một số bệnh viện ở miền Tây đang thiếu thuốc điều trị, khiến nhiều bệnh nhân đã phải chuyển tuyến. Trong 2 tuần đầu tháng 6, bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, nơi tiếp nhận bệnh nhi khu vực đồng bằng sông Cửu Long, điều trị gần 400 ca mắc tay chân miệng. Lý giải nguyên nhân số ca tăng đột biến, vì đây là thời điểm bệnh vào mùa, đồng thời nhiều trẻ nhiễm virus tay chân miệng nhóm E71 khiến bệnh trở nặng nhanh. Tuy nhiên đơn vị này gặp khó do thuốc có tác dụng tăng miễn dịch để điều trị tay chân miệng đang cạn dần. Đây là thuốc mua qua đấu thầu nhưng do số lượng bệnh nhi nặng tăng đột biến nên các nhà cung cấp xoay sở chưa kịp. Vì thế trong 1 2 tuần tới ca mắc tiếp tục tăng mà chưa có nguồn thuốc thì rất khó khăn cho việc tiếp nhận chữa trị. Tương tự tại Cà Mau, dịch tay chân miệng cũng tăng mạnh nhưng thuốc điều trị đặc hiệu truyền tĩnh mạch cho mức độ 2B trở lên cũng cạn do đang làm thủ tục đấu thầu hiện số ca tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng mạnh. Vấn đề đáng lo ngại nhất là bệnh nhân nặng từ các tỉnh thành chuyển đến, trong khi nguồn thuốc tại thành phố đang hạn chế. Đầu tháng 6, Sở Y tế đề nghị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế hỗ trợ tìm nguồn cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng. Bộ Y tế sau đó trả lời tháng 7 sẽ có thuốc. Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở Thông vận tải Hà Nội đã kiểm tra xử lý 320 trường hợp xe taxi vi phạm, tạm giữ một phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 6 trường hợp. Theo đó đã kiểm tra xử lý hành vi vi phạm như xe taxi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, không có phù hiệu xe taxi hoặc có phù hiệu nhưng đã hết hạn, không sử dụng đồng hồ tính cước hoặc sử dụng đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định khi chở khách, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe taxi giam lận cước của khách hàng, đưa xe taxi hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian tới thanh tra sở thông vận tải hà nội sẽ tăng cường việc kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông siết chặt việc kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhất là hoạt động xe taxi xe limousine và xe hợp động.